Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, ngày Giáng sinh. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 25 tháng 12, ngày Giáng sinh, ngày Chúa sinh ra đời. Cũng nhân dịp này xin được kính chúc quý vị, toàn thể quý vị một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp. Thưa quý vị, trong buổi tối Giáng sinh hôm nay thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về ma già của tác giả Ai Mi Nguyễn. Câu chuyện Ma Già Dưới Sông Tràm, một câu chuyện hay xin được mời quý vị và các bạn thưởng thức. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi chất kết thùng giấy cuối cùng lên chiếc xe tải nhỏ, tài xế có chút ngạc nhiên hỏi Trâm: "Chỉ có bao nhiêu đây thưa cô?" Trâm vừa mặc áo khoác cho con trai vừa bảo: "Dạ mẹ, con em không có nhiều đồ đạc." Tài xế nghe vậy thì lên xe nổ máy. Trâm đỡ Đức ngồi vào cạnh tài xế, còn mình thì ngồi bên cửa sổ, thuận tiện che nắng cho con. Ổn định xong vị trí, chiếc xe tải nhỏ màu xanh dương từ từ lăn bánh. Trầm phóng tầm mắt nhìn ra ngoài kính xe, lưu luyến nhìn vào ngôi nhà đã gắn bó với mình hơn 10 năm. Nếu đủ điều kiện, cô thực sự không nỡ rời xa nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm như vậy. Nhưng kể từ ngày chồng cô bị tai nạn giao thông, tất cả tiền dành dụm đều đổ vào chữa trị cho anh. Vậy mà cuối cùng anh cũng không qua khỏi. Trầm phải đối mặt với số nợ mà cô đã vay, liệu lo viện phí và tang lễ, cộng thêm chi phí sinh hoạt, tiền học phí của con trai, khiến cho Trầm giống như bị cuốn vào vòng xoáy, không sao xoay sở kịp. Sau khi kết hôn, Trầm chỉ ở nhà lo việc nội trợ cho gia đình, rồi đột ngột mất đi điểm tựa. Nhất thời Trầm không biết phải làm sao để đương đầu với cuộc sống này. Năm nay Trầm đã 35, hơn 10 năm chỉ ở nhà lo nội trợ, lại chỉ mới học hết cấp 3 nên cũng khó xin được việc làm. Ba mẹ chồng vốn có thành kiến với Trâm từ lâu. Họ chê cô xuất thân quê mùa không học thức, chẳng có một điểm nào xứng đáng với con của họ. Dù cô đã sinh cho gia đình một người cháu trai kháu khỉnh, cũng không ai chấp nhận cô. Thậm chí là họ còn lạnh nhạt với Đức. Ngày ba mẹ chồng nghe tin chồng của Trâm nhập viện, họ kéo đến mắng chửi Trâm nặng nề, bảo cô là người mang đến tai họa, có tướng sát phu nên mới khiến cho chồng gặp tai nạn. Rồi lúc chồng của Trâm qua đời, gia đình của chồng cũng chẳng phụ giúp cô một tay, để mặc cho cô một thân một mình lo liệu chuyện hậu sự cho chồng. Nhiều đêm Trâm thầm suy nghĩ, không biết liệu những người trong gia đình của chồng cô có trái tim hay không. Họ ghét cô không thương Đức, cô hiểu và chấp nhận. Nhưng chồng cô là con trai của họ, là núm ruột do họ sinh ra. Sao có thể chỉ vì anh từng chống đối họ, cương quyết dọn khỏi nhà để cưới cô, mà họ lại nhẫn tâm lạnh nhạt với anh như vậy? Chần chờ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Trâm quyết định bán nhà trên thành phố, trả hết nợ nần. Trâm đem số tiền còn dư để về quê sinh sống. Quê Trâm ở miền Tây sông nước, mẹ đã qua đời khi Trâm còn rất nhỏ, chỉ còn mỗi ba sống quạnh quẽ một mình. Nhiều lần Trâm khuyên ba dọn lên thành phố ở cùng hai vợ chồng, nhưng ông từ chối. Ông bảo rằng không quen cuộc sống xô bồ nơi thành thị, chỉ thích sự bình yên của miền quê, tuy không hoa lệ nhưng ấm áp tình nghĩa. Khuyên bảo bao hoài không được, Trâm cũng không nhắc đến chuyện dọn lên thành phố nữa. Cô không ngờ rằng giờ đây người bỏ phố về quê lại là cô. Xe khởi hành lúc 10 giờ sáng, khoảng gần 2 giờ chiều thì tới nơi. Ông Tám, ba của Trâm, vừa nhìn thấy tiếng xe ở ngoài ngõ thì liền lật đật chạy ra. Trâm vỗ nhẹ vào má của Đức gọi con trai đang ngủ say: "Tới nơi rồi Đức ơi." Đức nghe thấy tiếng của mẹ gọi, đưa tay dụi mắt, hỏi bằng một giọng ngái ngủ: "Sao nhanh vậy mẹ?" "Gần 4 tiếng rồi, nhanh cái gì? Ông ngoại đang đứng nhìn con kia kìa." Đức nhìn qua kính xe trông thấy ông Tám thì mừng rỡ: "Ông ngoại." Trâm đỡ Đức xuống, cậu bé nhanh như cắt lao đến ôm chầm lấy ông Tám, bật cười khúc khích: "Đức có nhớ ông ngoại không? Đức nhớ ông lắm." Ông Tám đưa tay xoa đầu của Đức, nở một nụ cười hiền.
để ông xem cháu trai công lớn cỡ nào rồi nào. Dứt lời, ông Tám nhấc bổng Đức lên, đi vòng vòng vài bước. Ai chà ơi, sao ốm quá vậy? Để lát nữa ngoài thì con gà tầm bổ cho cục cưng của ngoại mới được. Trầm đứng nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, hai mắt cay xè. Cô vội vàng quay đi, không muốn để ba nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Lúc này anh tài xế đã giúp cô khi các thùng giấy vào trong nhà. Thế anh tận tình như vậy, Trầm bèn móc túi ra, giữ vào tay của anh tài xế một ít tiền boa. Dạ, anh cầm lấy uống nước à? Anh tài xế vui vẻ nhận tiền, gật đầu chào Trâm rồi lái xe rời đi. Ông Tám bế Đức vào trong nhà, thấy dưới đất chỉ còn hai cái thùng giấy thì ngạc nhiên hỏi: đồ đạc ít vậy hả con? Trâm lấy trong ba lô đeo lên vai ra một hộp trà đặt lên bàn rồi bảo: mấy vật dụng trong nhà con bán lại cho chủ mới, chỉ đem quần áo và những món đồ kỷ niệm về thôi. Con có mua cho ba hộp trà ngon, để con đi pha cho ba uống nha. Ông Tám gật gù rồi cười vui vẻ: sẵn có hộp bánh pía đó, để bà lấy ra ăn kèm với trà. Trầm đi xuống bếp, khoảng 15 phút sau cứ bưng lên một bình trà nóng hổi. Trên bàn đã bày sẵn hộp bánh pía. Cô rót trà cho ông Tám, ông uống xong thì tấm tắc khen ngon. Bên Đức ngồi bên cạnh ăn bánh cũng gật đầu khen lia lịa. Trầm ngồi nhìn hai ông cháu mà cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Trải qua bao nhiêu là chuyện, chịu đủ sự ghẻ lạnh của nhà Trầm, giờ đây Trầm càng thấm thía nhân tình thế thái. Trên đời này chỉ có cha mẹ mới yêu thương mình vô điều kiện. Không nơi nào ấm áp bằng vòng tay của mẹ, chẳng chỗ nào vững chãi hơn tấm lưng của cha. Ngồi thêm một lát, ông Tám đứng dậy, ra sau vườn bắt con gà để làm thịt. Chiều hôm ấy Trầm xuống bếp nấu nồi cháo gà lớn. Gia đình ba người vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Ông Tám gắp một cái đùi gà cho Đức, cái còn lại cho Trâm, luôn miệng bảo hai mẹ con rất ốm, phải ăn nhiều vào. Cơm nước dọn dẹp xong, đồng hồ cũng điểm 7 giờ tối. Ở Sài Gòn thì đường xá lúc này mới bắt đầu lên đèn, còn ở quê thì hiếm ai ra khỏi nhà vào giờ này. Sau một ngày làm việc quần quật ngoài đồng, đây là thời điểm mọi người cần được nghỉ ngơi. Ông Tám sớm đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng trước đây của Trâm. Trầm vừa leo lên giường thì hai mắt liền muốn nhắm lại. Cô vốn đã quen với nếp sống thành thị nên cũng thường ngủ muộn. Nhưng hôm nay dậy sớm dọn nhà, cộng thêm ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ, nên lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc cho đến sáng. Thế là Trầm nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng. Mẹ Đức thấy mẹ đang ngủ thì ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Trầm ngủ tới tận 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh giấc. Cô đưa tay sờ vào phần giường của bé Đức thì thấy lạnh ngắt, chứng tỏ rằng thằng nhỏ đã dậy từ lâu. Trầm bước xuống giường đi nhanh ra khỏi phòng, mùi thơm của cá nướng lập tức xộc thẳng vào mũi. Trầm lên nhà trước, thấy hai ông cháu đang hì hục nướng cá ngoài sân. Cô khẽ cười rồi cất tiếng bảo: cá thơm quá ba ơi. Ông Tám nghe giọng của con thì ngoái đầu nhìn rồi hớn hở khoe: hồi sáng chú Hậu ra đồng bắt được mấy con cá lóc to lắm. Biết hai mẹ con bay về nên là chú đem qua cho một con. Bà ra chợ mua ít rau với bún, nướng cá cho bầy cuốn bánh tráng nè. Trâm cảm thấy sống mũi của mình cay cay. Con đã lấy chồng bao năm, còn lên chức mẹ, vậy mà ông Tám vẫn nhớ rõ sở thích của cô. Trâm xoay người đi xuống nhà làm vệ sinh cá nhân, rồi ra rửa rau, xếp bún và bánh tráng ra đĩa, nhanh chóng dọn lên bàn. Khi cô làm xong mọi chuyện thì cá nướng cũng vừa chín tới. Trong bữa ăn, ông Tám đề cập đến chuyện xin cho bé Đức nhập học. Ông Tám không nhắc thì Trầm cũng định bụng sẽ đến trường tiểu học gần nhà trưa hôm nay. Ăn xong bữa bánh trắng cuốn cá nướng ngon miệng, Trầm mượn xe máy của ông Tám chạy đến trường tiểu học ngày xưa mình học xin cho Đức nhập học. Sau khi được dặn dò giấy tờ cẩn thận, Trầm chạy xe ra chợ mua một ít thịt bò và nguyên liệu nấu phở. Chiều hôm đó ông Tám được thưởng thức món ăn mà ông thích nhất. Cuộc sống của ba người cứ như vậy tiếp diễn trong yên bình. Sáng ông Tám ra đồng, Trầm đưa bé Đức đi học rồi tranh thủ về nhà nấu cơm rồi đem ra đồng cho ông Tám cùng ăn. Buổi chiều ông Tám đi đón cháu, Trầm dọn cơm canh nóng hổi lên bàn đợi hai ông cháu. Được nửa năm thì chị Lại hàng xóm chạy qua,
hỏi Trâm có dự định đi làm giúp việc hay không. Trâm không cần suy nghĩ mà gật đầu. Cô đã muốn tìm việc từ lâu, phụ giúp chi tiêu ở trong nhà, nhưng dò hỏi mãi cũng không tìm được chỗ nào phù hợp. Số tiền còn dư sau khi bán căn nhà trên Sài Gòn, Trâm đã đem gửi tiết kiệm để sau này lo cho tương lai của bé Đức. Trâm không thể cứ ăn không ngồi rồi để trông Tám phải bươn trải nuôi hai mẹ con. Lại thấy Trâm đồng ý thì mừng lắm, liền bảo: cái nhà này nó giàu lắm, con cái đi làm suốt ngày, chỉ có mỗi bà cụ hai ở nhà. Họ tuyển người giúp việc chăm sóc bà cụ vào buổi sáng. Nếu em làm thì ngày mai chị chở em đi xin việc. Cái chỗ này trả lương cao, chị cũng tính làm nhưng mà ông xã chị không có cho. Dạ vâng ạ, mai khi nào đi chị qua kêu em nhé. Lại gật đầu chào Trâm rồi ra về. Chiều hôm đó, Trâm mang cơm ra đồng cho ông Tám, đem chuyện mình sắp đi làm kể cho ba nghe. Ông Tám gật gù bảo: đi làm cũng tốt, có thêm ít thu nhập lo cho thằng Đức. Trâm gắp miếng thịt bò vào chén của ông Tám, có chút lo lắng bảo: nhưng mà sau khi con đi làm sẽ không có nhiều thời gian ở nhà, không nấu cơm cho ba được. Ông Tám bật cười: trời ơi, tưởng chuyện gì, chứ không có bây ba vẫn tự nấu đó thôi. Yên tâm mà làm, ba sẽ lo cơm nước và đưa đón thằng Đức đi học. Con cảm ơn ba. Trâm cảm thấy khóe mắt của mình cay cay. Cô biết mình rất may mắn khi có được một người ba lúc nào cũng yêu thương bao dung với con gái. Sáng hôm sau, Lại qua chở Trâm đến nhà bà hai xin việc. Chỗ ấy cũng không quá xa nhà của Trâm, đi qua hai con đường là tới. Phỏng vấn hai người là đôi vợ chồng tầm hơn 30 tuổi, là con trai và con dâu của bà cụ. Thế vẻ ngoài của Trâm thật thà, đôi vợ chồng tuyển luôn và không hỏi han gì quá nhiều. Sau khi thỏa thuận lương, dặn dò Trâm vài chuyện thì họ leo lên chiếc xe hơi sang trọng, chạy thẳng đi làm. Công việc của Trâm rất đơn giản, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Trâm bắt đầu làm việc ngay buổi sáng hôm ấy, 7 giờ tối sẽ tan làm. Hai vợ chồng có nói thì bà cụ thường xuống nhà vào lúc 11 giờ trưa. Nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ, Trâm lúc này vội xuống bếp, mở tủ lạnh ra thì thấy đầy ắp thịt cá. Cô lấy một con cá cẩn thận gỡ xương, dùng phần thịt cá nấu một nồi cháo loãng để cho bà cụ ăn sau khi ngủ dậy. Đúng 11 giờ, Trâm nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Biết là bà hai đã dậy, Trâm nhanh chóng chạy lên nhà trên, cúi đầu chào bà. Bà hai năm nay đã hơn 60, da rẻ hồng hào. Bà mặc một bộ bà ba màu đen, chân đi guốc mộc, trông chẳng khác nào mấy bà hội đồng thời xưa. Vợ trông thấy Trâm, bà hai thoáng tỏ ra ngạc nhiên. Trâm vội vàng giải thích: dạ, cháu là người giúp việc mới được tuyển ạ. Bà hai gật đầu nhưng vẻ mặt không cảm xúc. Bà ngồi xuống bàn ăn rồi cất giọng: tôi đói rồi, dọn đồ ăn lên đi. Trâm đi nhanh xuống bếp, bưng ra tô cháo cá nóng hổi thơm lừng. Bà hai ăn được vài muỗng thì đứng dậy đi lên đầu. Trâm thấy tô cháo còn thừa khá nhiều, sợ rằng mình nêm nếm không khẩu vị của bà hai, cho nên vội hỏi: cháu nấu không vừa miệng của bà sao hả? Bà hai liền khoát tay đáp: tôi ăn rất ít, chỉ vài muỗng như vậy thì đã no. Bây giờ tôi lên phòng nghỉ ngơi, cô dọn dẹp dưới này để con làm phiền tôi. Dứt lời, bà hai đi thẳng lên lầu. Trâm bưng tô cháo thừa xuống bếp, rửa đống chén bát trên bồn, lau sạch nhà cửa. Làm xong mọi việc, Trâm ăn một chén cháo rồi nằm xuống võng nghỉ ngơi. Trong giấc ngủ chập chờn, đột nhiên Trâm cảm thấy có một bàn tay ướt sũng đang sờ soạng khắp mặt của mình. Trâm hoảng hốt bật dậy, mở mắt ra thì không thấy ai cả. Cô ráo rác nhìn khắp chung quanh, ngôi nhà rộng lớn im lặng như tờ, hoàn toàn không có bóng người nào ngoài cô. Trâm hoang mang chẳng biết nên giải thích thế nào chuyện này. Chắc là mình nằm mơ rồi. Nghĩ vậy cho nên Trâm đứng dậy đi xuống bếp rửa mặt. Cô không để ý thấy bà cụ hai đang đứng trên cầu thang, nhìn chằm chằm vào cô bằng một ánh mắt kỳ lạ. Chiều hôm ấy, Trâm kho ít thịt cho bà hai ăn cơm. 6 giờ tối, bà hai xuống lầu ăn được nửa chén cơm thì đứng dậy.
Bảo Trâm dọn dẹp xong rồi cứ ra về, không cần lên phòng để chào bà. Đúng 7 giờ Trâm ra ngõ bắt một chiếc xe ôm về nhà. Bé Đức vừa trông thấy mẹ thì mừng rỡ nhào đến ôm chặt lấy Trâm. Ông Tám hỏi thăm công việc. Trâm đem những gì trải qua ngày hôm nay kể cho ba nghe, nhưng giấu lại chuyện nằm mơ thấy bàn tay ướt sũng sờ mặt của mình, tránh để cho ông cười cô nhát gan. Thế công việc của con gái cũng nhẹ nhàng, tính tình của chủ không quá khó, ông Tám cũng phần nào an tâm. Ông bảo Trâm vào tắm rửa rồi ra ngoài ăn cơm. Trâm ngạc nhiên rồi hỏi: giờ này mà hai ông cháu còn chưa ăn sao? Thằng Đức muốn đợi mẹ về ăn cùng. Sau này hai ông cháu cứ ăn trước đừng chờ con. Nhà có ba người ăn chung cho vui. Thôi bây vào tắm rửa lẹ đi, bà đi hâm nóng đồ ăn. Trâm nghe vậy thì vào trong phòng lấy quần áo, tranh thủ tắm nhanh rồi ăn cơm. Hôm nay ông Tám nấu món cá rô kho tổ. Trâm ăn hết hai chén cơm, bé Đức cũng ăn đến no căng cả bụng. Cơm nước xong, ông Tám dành phần rửa chén bảo Trâm đi nghỉ ngơi. Bé Đức cũng xung phong phụ ông ngoại. Trâm không còn việc gì làm cho nên vào trong phòng. Cô nằm xuống giường lại tiếp tục suy nghĩ về bàn tay ướt sũng lúc trưa. Tuy tự trấn an mình là giấc mơ, nhưng Trâm vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an. Bàn tay sờ vào mặt cô vừa lạnh vừa ướt, khiến cô dù đã tỉnh giấc vẫn cảm thấy rùng mình. Tuy Trâm không phải là người nhát gan, nhưng cũng rất kiêng kỵ. Những gì không sạch sẽ, nếu thực sự nhà bà hai có mấy thứ vô hình, thì dù trả lương cao cỡ nào cô cũng không làm. Nằm trằn trọc một hồi, Trâm tự nhủ: mai mình sẽ đi làm thêm một ngày, nếu còn xảy ra chuyện kỳ lạ mình lập tức xin nghỉ việc. Cảm thấy quyết định như vậy là ổn, Trâm liền ngủ thiếp đi. Cô ngủ say đến mức mà bé Đức đi vào nằm xuống bên cạnh cô cũng không biết. Sáng hôm sau, Trâm lấy xe máy chở bé Đức đi học rồi ghé vào nhà bà hai làm việc. Hai vợ chồng thấy Trâm đến sớm hơn nửa tiếng thì tỏ ra hài lòng. Họ căn dặn Trâm cứ nấu ăn rồi dọn dẹp dưới nhà, không cần lên đầu gọi bà hai. Khi nào bà hai thức thì sẽ tự đi xuống. Trâm lấy làm khó hiểu. Từ hôm qua đến giờ những người trong gia đình này cứ liên tục nhắc nhở cô không được lên đầu. Chẳng lẽ trên lầu có thứ gì đó cô không nên nhìn thấy? Mãi nghĩ ngợi, Trâm không hay biết hai vợ chồng đã rời nhà từ lúc nào. Khi Trâm hoàn hồn thì phòng khách rộng lớn này chỉ còn mình Trâm. Cô vào bếp kiểm tra tủ lạnh, thấy thức ăn vẫn còn nhiều nên hôm nay cô không cần phải đi chợ. Trâm lấy con cá lóc ra giã đông. Trong thời gian đó cô nhặt rau, bắc nồi nước sôi nấu canh với thịt. Canh chín thì cá cũng mềm, Trâm cắt cá thành ba khúc rồi đem kho. Thức ăn chưa nấu xong thì Trâm đang nghe tiếng bước chân đi xuống lầu. Bà hai liền tiếng hỏi: có cơm chưa? Tôi đói rồi. Dạ, bà ngồi đợi con một lát, khoảng 5 phút nữa là cá chín. Trâm không nghe thấy tiếng của bà hai trả lời, nhưng nghe tiếng kéo ghế thì biết bà đang ngồi ở bàn ăn. Cô tranh thủ kho xong nồi cá bưng mâm cơm lên cho bà. Hôm nay bà hai ăn khá ngon miệng, tận một chén cơm đầy. Trâm thấy vậy thì trong lòng khấp khởi. Ăn xong bà hai lên phòng, Trâm dọn dẹp chén bát rồi nằm xuống võng nghỉ ngơi. Cô ngủ một giấc đến 3 giờ trưa thì mới thức dậy. Không có hiện tượng gì kỳ lạ xảy ra, Trâm đi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm chiều. Tầm 6 giờ tối bà hai xuống lầu, Trâm dọn cơm lên cho bà, để bà ăn xong thì dọn dẹp. Làm xong mọi chuyện, Trâm nhanh chóng chạy về nhà. Trên đường cô tạt vào sạp trái cây mua ít táo về gọt cho hai ông cháu. Suốt chặng đường Trâm cứ nghêu ngao hát, tâm trạng vô cùng vui vẻ, bởi vì suốt cả ngày hôm nay cô không gặp phải một chuyện kỳ lạ nào cả. Trâm về nhà tắm rửa cơm xong thì ngồi lấy táo ra gọt. Bé Đức chạy lại ngồi cạnh mẹ rồi nhỏ giọng: mẹ ơi, mai là thứ bảy được nghỉ học, con theo mẹ đi làm được không? Trâm đưa miếng táo vừa gọt cho con trai rồi bảo: được, con đem bài tập, giờ nghỉ buổi trưa mẹ sẽ dạy cho con. Ông Tám nghe vậy thì lên tiếng: con đi làm dẫn theo thằng Đức có được không, hay để nó ở nhà đi? Con nghĩ không sao đâu ba ạ, con đi làm mà ba ra đồng, Đức ở nhà một mình tội lắm. Bà cổ hai suốt ngày trên lầu thôi,
Xây nhà chỉ có mình con, về lại Đức ngoan lắm, đâu có quậy phá gì đâu. Ông Tám nghe con gái nói vậy thì cũng hợp lý, cho nên không phản đối. Đêm hôm ấy Trâm ngủ ngon mà không hề biết được rằng cơn ác mộng của đời mình đã sắp sửa bắt đầu. Sáng hôm sau mới 6:30, Trâm đã chở Đức ra chợ mua thức ăn. Đúng 7 giờ thì có mặt ở nhà bà Hai. Trâm giải thích với đôi vợ chồng về hoàn cảnh của gia đình mình và nói thứ bảy và chủ nhật sẽ đưa Đức đi làm cùng. Họ nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ dặn Đức đừng làm ồn để cho bà Hai nghỉ ngơi rồi họ rời khỏi nhà. Trong lúc mẹ nấu ăn dưới bếp, Đức ngoan ngoãn ngồi trên chiếc võng đọc truyện tranh. Bỗng nhiên Đức nhìn thấy một bé gái đang đứng ngoài cổng vẫy tay về Đức. Đức chạy ra hỏi cô bé: "Bạn gọi mình à?" Cô bé lấm lép đáp: "Bạn giúp mình được không?" "Giúp gì?" Cô bé chỉ tay về cái cây bên kia đường rồi bảo: "Con diều của mình bị vướng vào cành cây, bạn giúp mình lấy nó xuống được không?" Đức nhìn theo hướng tay của cô bé thì nhìn thấy một con diều hình bướm đang nằm vắt vẻo trên cây. Cây cây không quá cao, Đức nghĩ mình có thể leo lên được cho nên gật đầu: "Để mình giúp bạn nhé." Đức theo cô bé tiến về cái cây bên bờ sông. Tuy cây không quá cao nhưng Đức dù sao cũng chỉ là một học sinh tiểu học, cho nên leo lên cũng khá chật vật. Một lúc lâu sau Đức mới lấy lại được con diều xuống cho cô bé. Cô bé cầm con diều rồi mừng rỡ bảo: "Cảm ơn bạn nhiều." "À, không có gì đâu." Nụ cười trên môi của Đức lập tức khựng lại khi trông thấy Trâm hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Biết mẹ của mình đang tìm mình, Đức vội vàng chạy về phía Trâm: "Mẹ ơi!" Nghe tiếng của Đức gọi, Trâm lập tức thở phào, cô chụm hai vai của con rồi tức giận: "Sao con ra khỏi nhà không xin phép mẹ? Con đi đâu?" "Con xin lỗi, lúc nãy có một bạn gái nhờ con giúp đỡ, con mới ra khỏi nhà." Thế Đức có lòng tốt giúp bạn, cơn tức trong lòng của Trâm dịu xuống. Cô đưa tay xoa đầu của Đức, giọng nói có phần nhỏ nhẹ: "Rồi là vậy thì con cũng phải xin phép mẹ mới được ra ngoài chứ. Lần sau là không được như vậy đâu, rõ chưa?" Đức khật khù: "Dạ vâng." "Mà cô bé con giúp đâu?" Đức chỉ tay về gốc cây bên kia đường: "Bạn ấy ở..." Đức khựng lại vì cô bé đã không còn đứng đó nữa, khiến cho Đức có chút hụt hẫng. Trâm nhìn theo hướng tay con trai thì chẳng trông thấy một ai. Cô lúc này bèn nói: "Chắc là bạn về rồi, mẹ cũng vào nhà đi, sắp tới giờ mẹ dọn cơm cho bà Hai rồi đấy." Dứt lời, Trâm nắm tay của Đức đi vào bên trong. Bóng dáng hai mẹ con vừa khuất, cậu bé lúc nãy đã từ phía sau gốc cây bước ra, nhìn lom rom về phía ngôi nhà. Khi bà Hai xuống ăn cơm trưa thì thấy Đức phụ mẹ dọn thức ăn lên bàn. Bà thoáng sững sờ một lúc rồi hỏi: "Con trai của cô hả?" Trầm sợ bà Hai không thích mình dẫn con đi làm cho nên rụt rè trả lời: "Dạ vâng ạ. Vì thứ bảy và chủ nhật thằng bé nghỉ học nên là cháu mới đưa đi làm." Trái ngược với suy đoán của Trâm, bà Hai đưa tay với Đức đến gần. Bà sờ vào mặt của Đức, nhìn cậu bé bằng một ánh mắt rưng rưng, sau đó thì bất ngờ ôm chầm lấy Đức. Cả Trâm và Đức đều kinh ngạc trước hành động này của bà Hai. Trầm chưa kịp phản ứng gì thì bà Hai đã buông Đức ra, xoa lên đầu của bé rồi nở một nụ cười hiền từ: "Trong tủ lạnh có bánh và sữa, nhớ lấy cho bé nó ăn." Trầm sửng sốt, từ ngày cô làm việc ở đây, bà Hai luôn nhìn cô bằng một vẻ mặt không cảm xúc. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy bà nở một nụ cười, còn tỏ ra niềm nở như vậy. Chuyện này làm cho Trầm mừng thầm ở trong bụng. Bà Hai cơm chưa xong thì lên phòng nghỉ ngơi. Trong lúc mẹ rửa chén bát, Đức ngồi ở bàn làm bài tập. Nhưng lúc Trâm bước ra thì không nhìn thấy Đức đâu. Nghĩ con trai lại ra ngoài chơi với bạn, Trâm lật đật chạy đi tìm con. Vừa ra khỏi cổng nhà nhìn sang con sông bên kia đường, Trâm giật mình hét lớn khi thấy Đức đang chơi với giữa dầm. Cậu phóng nhanh về phía Đức kéo con trai lên bờ. Lúc này Đức đã bất tỉnh, Trâm liền ấn tay vào ngực của Đức để cấp cứu. Mất khoảng 5 phút Đức mới ói hết nước sông và tỉnh lại. Trâm mừng rỡ ôm lấy con rồi bật khóc: "Con làm cho mẹ sợ quá. Sao tự nhiên lại rớt xuống sông vậy hả?" Đức ho sù sụ vài cái rồi mới có thể trả lời:
con diều của bạn Ngọc rớt xuống sông, bạn ấy nhờ con nhặt giúp. Là bạn gái hồi sáng hả? Vâng, mẹ đã dặn con rồi, muốn ra khỏi nhà phải xin phép mẹ. Sao con cứ không chịu nghe lời mẹ vậy? Con có hỏi mẹ mà, thì mẹ không phản đối con mới đi. Trầm sửng sốt, cô rõ ràng chẳng hề nghe thấy gì. Nhưng thôi, cái chuyện này tạm gác qua một bên, trước mắt phải dẫn Đức đi thay đồ. Cứ mặc quần áo ướt như vậy rất dễ bị bệnh. Và đến nhà Trâm mới sực nhớ ra là mình không mang theo quần áo cho Đức. Cô suy nghĩ một hồi thì đánh liều đi lên trên lầu. Trên đây có ba phòng. Trâm không biết bà Hai ở phòng nào cho nên gọi lớn. Bà ơi! Giọng của bà Hai từ căn phòng ở giữa nghe có chút bực bội. Có chuyện gì cô lại lên tận đây? Dạ, con trai của cháu nó bị té sông, mình bị ướt nhẹp, cháu lại không đem theo quần áo. Cháu xin bà cho phép cháu chở con trai về nhà thay đồ. Bà Hai không đáp lời của Trâm mà bước xuống giường, kéo đôi guốc mộc từ từ tiến về phía cửa. Cánh cửa lập tức được mở ra, bà Hai xuất hiện trước mặt của Trâm rồi bảo: Người thằng nhỏ ướt mà còn về làm gì, chờ tôi một chút. Dứt lời thì bà Hai đi về căn phòng nằm cuối dãy, đẩy cửa bước vào. Trâm đứng bên ngoài nghe thấy tiếng của bà Hai mở tủ lục lọi gì đó. Rồi bà Hai bước ra, trên tay cầm bộ quần áo trẻ em đưa cho Trâm. Đồ của cháu nội thôi, cho Đức nó thay đỡ đi. Trâm vội chụp lấy bộ đồ chạy xuống nhà. Cô cởi bộ đồ ướt sũng trên người của Đức, tắm rửa thay quần áo cho thằng bé. Trâm nghĩ thầm trong bụng: Đúng là con cháu nhà giàu có khác, mẫu mã quần áo đẹp, chất liệu xịn quá. Trầm chỉ lo Đức mà quên khuấy chính bản thân cô cũng ướt nhẹp nước sông. Đến khi bà Hai chìa bộ đồ mặc ở nhà của con dâu ra trước mặt, Trầm mới sực nhớ. Cô cầm lấy bộ quần áo rối rít cảm ơn bà Hai. Bà Hai không nói gì với Trầm, chỉ xoay người xoa đầu của Đức, căn dặn thằng bé sau này phải cẩn thận hơn với con sông Trầm ở phía đối diện nhà, vì nó rất sâu. Đức ngoan ngoãn gật đầu. Bà Hai mỉm cười lấy trong túi ra viên kẹo nhét vào tay của Đức, rồi xoay người đi lên trên lầu. Bên ngoài cổng nhà, Ngầm đang đứng nhìn chằm chằm vào bên trong, đôi mắt con bé long lên sòng sọc, phảng phất một tia oán hận. Từ đó bà Hai bảo Trâm và Đức ngồi xuống ăn cơm cùm. Lúc đầu Trâm từ chối, vì dù sao mình cũng chỉ là người giúp việc, sao có thể ngồi ăn cùng bàn với chủ nhà. Bà Hai thấy vậy thì bảo: Suốt ngày tôi chỉ ăn một mình buồn lắm, có xem như giúp đỡ bà già này cô đơn đi. Nghe những lời này của bà Hai, Trâm đành gật đầu chịu ý của bà. Cơm nước xong, bà Hai không lên đầu như thường lệ, ngồi chuyện trò với Đức. Trâm ở dưới bếp rửa chén, thỉnh thoảng ngó lên, thấy hai bà cháu vui vẻ như vậy thì cũng an tâm. Đúng 7 giờ Trâm xin phép bà Hai ra về. Bà Hai tỏ ra luyến tiếc rồi hỏi Trâm: Mai Đức có đi làm với cô không? Dạ có à. Vậy thì sáng mai cô tạt qua chợ mua thịt bò về làm bò lúc lắc nha. Nghĩ bà Hai thèm ăn món này cho nên Trâm gật đầu. Dạ vâng ạ. Thưa bà cháu về. Đức khoanh hai tay lễ phép chào bà Hai rồi leo lên cái xe phía trước. Bà Hai đứng trong nhà nhìn chiếc xe của hai mẹ con Trâm khuất bóng cuối đường thì quay người vào bên trong. Bà không để ý rằng bên kia đường, ngay cạnh gốc cây bên bờ sông Tràm, có một bé gái vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào bà. Chuyện té xuống sông, Trâm căn dặn Đức không kể lại với ông Tám, tránh để trông lo. Sáng hôm sau, Trâm ghé chợ mua nguyên vật liệu làm bò lúc lắc, thêm một con cá lóc nấu canh chua. Trong lúc Trâm đang nấu cơm thấy bà Hai đã xuống lầu. Nhìn đồng hồ mới có 9 giờ, Trâm ngạc nhiên: Sao bà thức dậy sớm vậy ạ? Đêm qua bà bị mất ngủ sao? Không có, tôi luôn thức vào giờ này, chỉ là không thích xuống lầu sớm hơn. Bà Hai mở tủ lấy bánh kẹo đưa cho Đức. Đức nhìn sang mẹ như đã hỏi ý, thấy Trâm gần đầu thằng bé mới dám ăn. Bà Hai ngồi chơi với Đức một lúc thì đi lên trên lầu, dặn Trâm đúng 11 giờ thì dọn cơm, bà sẽ xuống. Bà Hai vừa đi khuất, Đức nhìn thấy Ngầm đang đứng bên ngoài cổng, vẫy tay gọi. Đức nhớ lại chuyện hôm qua nên không ra khỏi nhà, chỉ đứng ở bên trong nói chuyện với Ngọc. Ngọc gọi mình có gì không?
Đức thả diều với Ngọc nha. Thôi Đức không chơi đâu mẹ la. Ngọc nghe vậy thì tỏ ra thất vọng. Cô bé nhìn thẳng vào Đức nhẹ giọng: Đức chơi với Ngọc một chút đi. Một chút thôi. Ở đây không có ai chơi với Ngọc, Ngọc buồn lắm. Đức nhìn vào đôi mắt to tròn của Ngọc giống như đã ngây người, vô thức đẩy cổng bước ra khỏi sân. Ngọc mỉm cười vừa chạy về bờ sông vừa với thầy gọi Đức: Qua đây Đức ơi. Đức giống như đã bị thôi miên, không hề suy nghĩ mà đi theo Ngọc. Đức bước xuống bờ sông đưa tay về phía Đức: Xuống đây tắm với Ngọc mát lắm. Đức hệt như là một con rối đang bị điều khiển, chẳng một chút chần chừ đưa tay cho Ngọc. Thời điểm hai bàn tay gần chạm nhau, cả người của Đức đột nhiên như bị ai đó ôm chặt, kéo gùi về đằng sau. Giọng nói hoảng hốt của Trâm vang lên: Con làm gì vậy Đức? Đức giận mình hoàn hồn ngơ ngác nhìn chung quanh, không biết tại sao mình lại đứng ở bờ sông. Thằng bé đem mọi chuyện kể hết với mẹ. Nghe xong trong lòng của Trâm đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an. Từ hôm qua đến giờ Đức liên tục bị con bé tên Ngọc nào dụ dỗ ra bờ sông, còn suýt nữa thì chết đuối. Thế nhưng Trâm lại chưa từng nhìn thấy mặt của con bé. Mặt sông đang êm ả bỗng nhiên nhấp nhô gợn sóng. Trâm tò mò tiến lại gần nhìn thì hai bàn tay nhỏ bé đột nhiên xuất hiện từ dưới nước, chụp lấy cổ chân của Trâm. Trâm hét lớn té xuống đất, đưa bàn tay ra sức kéo Trâm xuống nước, cứ vùng vẫy để rút chân ra. Đức đứng bên cạnh ngơ ngác để nhìn mẹ, không hiểu mẹ đang làm gì bèn hỏi: Mẹ sao vậy ạ? Trâm ngoái đầu ra nhìn Đức rồi miệng hét lớn: Mau giúp mẹ đi, con đôi tay đang nắm chân mẹ, muốn kéo mẹ xuống nước. Đức nghe mẹ nói xong thì càng sửng sốt hơn, vì rõ ràng chẳng có đôi tay nào đang nắm chân của Trâm cả. Cô chỉ đang vùng vẫy với không khí mà thôi. Đức chạy lại ôm lấy mẹ rồi cố gắng trấn an cô: Mẹ nhìn kỹ đi, có đôi tay nào đâu. Có mà, rõ ràng. Trâm nói đến đây thì khựng lại, vì cổ chân không còn cảm giác đau nhói. Còn hé mắt nhìn xuống bên dưới, đôi tay mà quái đó đã biến mất. Trâm thở hồng hộc, lồng ngực vẫn còn đập liên hồi. Chợt một bàn tay của ai đó đột ngột vỗ vào vai của Trâm, làm cho Trâm giật mình hét lớn. Cô lập tức xoay người lại, trông thấy một người đàn ông trung niên, mặt mày đen sạm, ăn mặc lôi thôi lích thích, đang đứng nhìn chằm chằm vào cô. Dáng vẻ của người đàn ông khiến cho Trâm có chút sợ hãi, cho nên cô vội kéo Đức ôm chặt vào trong lòng. Người đàn ông lúc này lên tiếng: Con sông này đã từng giết chết rất nhiều người, bên dưới toàn là ma già, nếu không muốn bị chúng bắt hồn thê mạng, hãy mau chóng rời khỏi nơi đây. Người đàn ông nói xong thì xoay người bỏ đi một mạch. Trâm cảm thấy gai ốc của mình nổi khắp lưng. Cô lập tức đứng dậy nắm chặt tay của Đức đi vào nhà. Sau khi hai mẹ con của Trâm rời khỏi thì từ dưới mặt sông có một dáng người nhỏ bé trồi lên. Suốt cả ngày hôm đó Trâm suy nghĩ rất nhiều về chuyện xin nghỉ. Công việc này tuy khá nhẹ nhàng, lương cao, bà Hai cũng có vẻ quý mến Đức, nhưng con sông Trạm đối diện thực sự quá nguy hiểm. Từ hôm qua đến giờ đã có quá nhiều chuyện đáng sợ xảy ra. 11 giờ trưa bà Hai xuống lầu thì ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn trống rỗng. Bà liền hỏi Trâm: Sao cô chưa có dọn cơm? Nghe giọng của bà Hai, Trâm lúc này hoàn hồn, vội vàng xuống bếp đem đĩa bò lúc lắc và tô canh cá lóc lên bàn. Trâm tưởng bà Hai thích ăn bò cho nên đặt cái đĩa trước mặt của bà. Ngẩng đầu bà đẩy nó qua bên cạnh, vẫy tay gọi Đức ngồi xuống: Tới đây ăn với bà. Đức ngơ ngác nhìn Trâm, Trâm vội nói: Dạ thôi bà ăn đi à, cháu nó ăn canh chua là được rồi. Bà Hai liền lắc đầu: Tôi bị dị ứng với bò, có ăn được đâu. Tôi kêu cô làm món ăn này chủ yếu để cho Đức ăn. Còn đi đứa nào chẳng thích ăn bò lúc lắc, cháu nội tôi cũng vậy. Bà Hai quay sang Đức, kéo tay của thằng bé ngồi xuống: Đi bò này cho cháu, cứ ăn hết đừng ngại. Đức nhìn sang mẹ của mình hỏi ý, nhận được cái gật đầu của Trâm, thằng bé liền cầm đũa ăn một cách ngon lành. Bà Hai ngồi nhìn Đức, hai mắt đột nhiên đỏ hoe, hai giọt nước mắt bất giác lăn dài. Trâm thấy lạ thì bèn hỏi: Bà sao vậy ạ?
Bà Hai lắc đầu xoay mặt đi, kéo vạt áo để lau nước mắt. Không có gì. Nhìn Đức tôi nhớ cháu nội của mình thôi. Đã lâu rồi tôi không có được gặp nó. Chưa muốn hỏi thêm điều gì đó, thế nhưng bà Hai đã đứng dậy. Bà bỏ lên trên lầu. Từ hôm đó bà Hai không xuống ăn cơm. Trâm lên phòng gọi bà chỉ nghe bà nói vọng ra. Tôi không muốn ăn. Cô dọn dẹp xong thì có thể tan làm. Trâm đi xuống bếp rửa sạch chén đĩa rồi chờ Đức về nhà. Suốt cả buổi tối Trâm cứ nghĩ mãi về chuyện có nên xin nghỉ việc hay không. Ông Tám thấy con gái ngồi thẫn thờ thì quan tâm hỏi. Con đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Bố đi làm vất vả lắm sao? Trâm lững lờ không biết con nên đem những chuyện vừa xảy ra để kể lại cho ba nghe không. Nhưng biết ông là người hay lo, cho đến cuối cùng cô quyết định giấu đi sự thật. Trâm chỉ đáp. Công việc chỉ là mấy chuyện nội trợ thôi, đâu vất vả gì à. Thôi con ngủ nha ba, sáng mai con còn đi làm sớm. Trâm đứng dậy đi về phòng, thì Đức đang xếp tập vở vào trong cặp để mai đi học. Cô xoa đầu con trai rồi nói. Làm xong thì ngủ đi nha con. Dạ con biết rồi. Trâm leo lên giường, có lẽ vì quá mệt mỏi cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau Trâm chở Đức đi học, tạt qua chợ mua nguyên vật liệu nấu ăn. Sau đó thì chạy đến nhà bà Hai vào lúc 7 giờ kém 5 phút. Thế con trai và con dâu bà Hai đang ngồi uống cà phê. Trâm mạo muội đi tới để hỏi chuyện. Tôi có chuyện muốn nói với anh chị. Người vợ đặt ly cà phê xuống bàn, ngước đôi mắt được chút mi cong vút nhìn Trâm. Chị nói đi. Tôi muốn xin nghỉ việc. Hai vợ chồng liền ngạc nhiên, người chồng liền hỏi. Sao lại nghỉ? Chỉ chứ công việc nặng nhọc hay là tiền lương thấp, chúng ta có thể thương lượng. Trâm vội xua tay. À dạ không phải. Nếu không phải thì tại sao lại muốn xin nghỉ? Lần này là người vợ lên tiếng. Trâm xoa hai bàn tay vào nhau, không biết phải trả lời như thế nào. Chả lẽ nói là vì cô sợ ma ra bắt hồn cho nên xin nghỉ việc. Không đợi cho Trâm đáp lời, người vợ đột nhiên nắm tay của cô khẩn khoản rồi bảo. Nếu chị chịu ở lại làm việc, tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho chị. Vợ chồng tôi thực sự bận rộn, không có thời gian chăm sóc cho mẹ. Mấy ngày nay chị làm việc chu đáo vô cùng, vợ chồng tôi cực kỳ hài lòng. Ngày tới tăng lương gấp đôi, Trâm liền có chút lung lay. Với số tiền này cô có thể lo cho Đức ăn học, còn dành dụm được một khoản kha khá. Bây giờ mà xin nghỉ thì không biết có tìm được việc nào tốt hơn không. Thế Trâm lộ rõ vẻ mặt lưỡng lự, người vợ mỉm cười nói thêm một câu. Chị làm việc tốt, vợ chồng tôi sẽ còn thưởng thêm. Trước sự cám dỗ của đồng tiền, cuối cùng Trâm cũng đành gật đầu tiếp tục làm việc. Hai vợ chồng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Họ đứng dậy đi làm. Trâm xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Hơn 11 giờ vẫn không thấy bà Hai xuống lầu. Trâm lo lắng lên phòng rồi hỏi thăm. Bà ơi, tôi giờ ăn cơm rồi. Để mãi không nghe tiếng của bà Hai trả lời, trong lòng của Trâm dấy lên một cảm giác bất an. Bèn gõ mạnh cửa rồi gọi. Bà ơi, bà có sao không bà? Lúc này bên trong mới có tiếng người nói vọng ra. Hôm nay tôi không xuống dưới, cô để cơm canh trước cửa phòng lát tôi ăn. Bà có thấy không khỏe không ạ? Có cần cháu? Tôi không cần gì cả. Cô cứ làm theo lời của tôi là được. Bà Hai lên tiếng cắt ngang lời của Trâm. Cô nán lại trước cửa phòng thêm một lúc thì miễn cưỡng xuống lầu, chuẩn bị một khay cơm cho bà. Tới 4 giờ chiều Trâm lên dọn dẹp thì thấy cơm và thức ăn vơi đi một ít. Biết là bà Hai có đụng đũa cho nên cô cũng yên tâm một chút. Vừa bưng khay xuống lầu, Trâm đụng ngay hai vợ chồng con trai của bà Hai đang vào nhà. Cô liền ngạc nhiên. Hôm nay hai anh chị về sớm vậy à? Người chồng nhìn vào khay cơm trên tay của Trâm nhíu mày. Mẹ tự ăn cơm trên phòng sao? Vâng ạ. Sáng giờ bà không có chịu xuống ăn cũng rất ít. Hai vợ chồng nhìn nhau mặt có chút kỳ lạ. Nhưng Trâm không hề để ý thấy. Người vợ ngoái đầu nhìn xuống bếp rồi gọi. Chị Trâm ơi! Đến đây tôi có chuyện muốn nói. Trâm đang rửa chén thì vội tắt nước, lau sạch tay rồi lật đật bước ra khỏi phòng khách. Người vợ lấy ra một tờ giấy đưa cho Trâm.
Chị ký vào đây đi. Trông cẩn thận đọc một lượt, thì ra là hợp đồng làm việc của cô. Khi lướt tới mục cuối cùng trong hợp đồng, Trâm thẳng thốt: trong vòng 1 năm không được nghỉ việc, nếu không thì bồi thường 3 tháng lương. Người vợ liền gật đầu: chúng tôi đã tăng lương gấp đôi, còn thưởng thêm tiền cho chị, nên chị không thể thích thì làm, thích thì nghỉ. Như vậy vợ chồng tôi sẽ thiệt thòi. Mong chị ký vào hợp đồng này để chúng tôi được an tâm. Trâm suy nghĩ một chút, thấy hai vợ chồng nói có lý, cho nên đặt bút ký tên. Người vợ cầm bản hợp đồng vui mừng ra mặt, sau đó bảo: hôm nay chị có thể về sớm nghỉ ngơi. Trâm nghe vậy thì mừng lắm. Bây giờ vừa đúng lúc Đức tan học, cô có thể chạy ngang đón con rồi về nhà. Trâm chào hai vợ chồng của chủ nhà rồi đi nhanh ra cửa. Nhưng mà dường như sừng nhớ ra chuyện gì, Trâm ngừng lại, ngoái đầu nhìn lại hai vợ chồng. Có vẻ như bà cụ nhớ cháu quá cho nên không vui. Con trai của hai anh chị đang học trên thành phố hay sao, mà từ ngày đi làm đến giờ tôi không có thấy. Hai vợ chồng thoáng biến sắc. Người vợ lấy lại bình tĩnh trước tiên rồi lên tiếng: thôi, chị tranh thủ về đi kẻo tối. Cảm giác được hai vợ chồng có điều gì đó giấu giếm, nhưng dù sao cũng là chuyện của nhà người ta, Trâm chẳng có tiện hỏi nhiều. Cô xách túi ra khỏi nhà, nổ máy xe chạy vù ra khỏi cổng. Hai vợ chồng nhìn sang nhau một cái rồi đứng lại đi lên trên lầu. Bước đến trước cửa phòng của bà Hai, người chồng đưa tay gõ cửa: mẹ ơi, hôm nay tụi con về sớm, mẹ ra ăn cơm với tụi con nha. Giọng của bà Hai từ trong phòng vọng ra: anh chị cứ ăn cơm với nhau đi, không cần quan tâm tới giờ này đâu. Người vợ nghe vậy thì lên tiếng: sao mẹ lại nói vậy hả? Mẹ là mẹ của tụi con không quan tâm mẹ thì quan tâm ai? Hai anh chị chỉ biết quan tâm tới tiền thôi. Nếu anh chị mà chịu bỏ thời gian để ý cái nhà này, cháu nội của tôi đã không bỏ tôi mà đi. Hai anh chị mau xuống lầu, tôi không muốn nghe thấy giọng của anh chị nữa đâu. Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài. Cuối cùng chị đành xoay người và đi xuống dưới. Bà Hai ngồi ở trong phòng nghe thấy tiếng bước chân xa dần thì đứng dậy, đi tới cái chỗ tủ nằm ở sát góc tường. Bà mở tủ, bên trong có một cái lư hương nhỏ đặt trước tấm di ảnh của một bé trai khoảng 7-8 tuổi. Bà Hai thắp một nén hương rồi lẩm bẩm khấn: cháu ngoan của nội, bây giờ chắc con đã đầu thai rồi phải không? Bà nhớ cháu lắm. Bà Hai cắm hương vào lư rồi đưa bàn tay nhăn nheo sờ vào tấm di ảnh, nước mắt vô thức lăn dài. Lúc này bên dưới sông Tràm, một bé gái đang ra sức vùng vẫy dữ dội trong làn nước đen ngòm. Hai mắt trợn trừng, trong miệng rít lên từng tiếng căm hận: nhất định phải trả thù. Thấm thoát đã đến ngày thứ 7. Vì lo sợ chuyện lần trước tái diễn, Trâm không muốn đưa Đức đi làm. Thế nhưng hôm nay ông Tám qua xóm trên phủ đám tang, đến tối muộn mới về. Trâm không an tâm để Đức ở nhà một mình, cho nên đành dẫn con đi theo. Cô tự nhủ với lòng sẽ canh chừng con trai cẩn thận, không để cho thằng bé đi ra mé sông. Cả tuần qua bà Hai chẳng hề bước xuống lầu, ngoài ăn uống sinh hoạt đều trong phòng này. Vậy mà hôm nay biết Đức đến, mới 10 giờ bà đã đi xuống lấy bánh kẹo cho Đức ăn. Đức vẽ tặng bà Hai bức tranh chân dung, tuy nét vẽ nguệch ngoạc nhưng bà Hai tấm tắc khen đẹp, còn bảo sẽ lồng khung để treo ở trong phòng. Hai bà cháu nói chuyện thêm một lúc thì cũng đến giờ cơm. Ăn xong bà Hai lên lầu nghỉ ngơi. Trâm rửa chén bát xong cũng nằm xuống võng ngủ trưa. Đức nằm ở sofa đọc truyện tranh một lúc thì thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, Đức nghe có tiếng người gọi. Đức mở mắt ngó ra ngoài cổng, phát hiện ra Ngọc đang đứng bên ngoài và đưa tay gọi Đức. Mặc dù Trâm đã căn dặn nhiều lần không được đi theo Ngọc, nhưng Đức giống như không làm chủ được đôi chân của mình. Thằng bé hệt như một con rối đang bị điều khiển, từng bước đi về phía cầm. Ngọc nhuận miệng cười rồi nói với Đức: Đức giúp Ngọc làm chuyện này được không? Đức trả lời như một cái máy: Ngọc nói đi. Ngọc chỉ tay vào ngay bức tượng hình cho đá đặt bên cầm: Đức hãy dùng máu của mình bôi vào mắt hai cái tượng này,
Đức gật đầu không một chút do dự. Thằng bé quay người xuống bếp cầm lấy con dao, đi xăm xăm ra ngoài cầm. Ngọc gật đầu ra hiệu, Đức lập tức dùng con dao cứa sâu vào ngón tay, sau đó dùng máu bôi lên mắt của tượng chó đá. Ngọc nhếch môi cười hài lòng, từ từ đi vào trong nhà bước thẳng lên trên đầu. Đức lúc này mới hoàn hồn, thấy ngón tay của mình đang không ngừng chảy máu. Thằng bé lập tức khóc lớn. Mẹ ơi, con đau lắm. Trâm đang ngồi trên võng thì giật mình thức dậy, hoảng hốt chạy ra ngoài cầm. Cô đứng người khi trông thấy Đức đang cầm con dao bén ngót trong tay, tay còn lại thì đầm đìa máu tươi. Bỏ con dao xuống đi Đức ơi, con đau quá mẹ ơi. Trâm cầm lấy bàn tay bị thương của con trai, nhìn vết thương quá sâu cần phải may lại. Cô lập tức lấy xe đưa Đức đi trạm xá, quên cả việc báo lại cho bà hai. Lúc này bà hai đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, không hề hay biết được rằng tai họa sắp sửa ập xuống đầu của mình. Một bàn tay ướt sũng nướng đột nhiên nắm lấy cổ chân của bà hai kéo mạnh, làm cho bà giật mình tỉnh giấc. Bà ngồi dậy ráo rác nhìn chung quanh trong phòng. Cánh cửa vẫn đóng kín khóa chốt từ bên trong, chứng tỏ không có ai vào trong phòng của bà. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là nằm mơ? Bà hai lẩm bẩm trong miệng như vậy. Nhưng khi nhìn xuống cổ chân thì bà đứng hồn khi trông thấy nơi đó in hẳn nằm ngón tay màu đen bé xíu, cây cỡ giống như tay của con nít, sờ vào còn có cảm giác ẩm ướt. Bà hai bước xuống giường xỏ đôi guốc mộc đi ra mở cửa, ngó đầu nhìn ráo rác bên ngoài hành lang, cũng chẳng trông thấy ai. Chưa kịp định thần lại, bà hai lại nghe tiếng động phát ra từ dưới gầm giường. Tò mò, bà hai tiến tới cúi người nhìn vào gầm giường kiểm tra, nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì cả. Khi vừa ngẩng đầu lên, bà hai giật mình, té bật ngửa ra đằng sau khi trên giường của mình ướt đẫm nước. Trên lớp giáp giường màu trắng còn in những dấu chân màu đen bé nhỏ. Trong phòng tắm đột nhiên truyền ra tiếng nước chảy. Bà hai hít thở sâu vài cái rồi kéo đôi guốc mộc chậm rãi vào kiểm tra. Vòi nước đang được xả ra đổ vào đầy bồn tắm. Bà hai cảm thấy khó hiểu vô cùng. Rõ ràng sáng giờ bà chưa từng mở khóa nước ở bồn tắm. Bà với tay tắt nước, đột nhiên trong bồn tắm bỗng xuất hiện một bé gái. Con bé nằm sát dưới bồn, mở từ đôi mắt trừng trừng nhìn vào bà, đôi môi nở ra một nụ cười quỷ dị. Bà hai hét lên sợ hãi lùi lại, nhưng trượt chân té xuống đất, phần lưng đập vào tường. Bé gái ngồi dậy khỏi mặt nước, từ từ xoay đầu nhìn vào bà. Đôi mắt của nó lúc này đã biến thành hai cái hốc đen ngòm sâu hoắm. Từ bên trong còn chảy ra những dòng lệ đỏ như máu. Con bé nức nở bảo: Nội ơi, sao nội nỡ đối xử với con như vậy? Bé gái đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, thân thể ướt sũng nước chậm rãi tiến về phía bà hai. Ở dưới đó lạnh lắm nội ơi. Bà hai hoảng hốt cố gắng bỏ ra khỏi phòng tắm, nhưng cú va đập vừa rồi khiến lưng của bà đau nhói. Lấy đường đến cửa thì bà đã kiệt sức. Bé gái lúc này cũng đi tới cạnh bà hai, ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn bà. Con buồn lắm, nở xuống đây chơi với con đi. Ở khoảng cách gần như vậy, bà hai đã có thể nhìn rõ gương mặt của bé gái. Bà lắc đầu ngoay ngoày, trong ánh mắt đều là sự hoài nghi. Con Ngọc, sao mày có thể vào đây? Ngọc nghe vậy thì bật cười lớn. Hai con chó đá chân trước cổng đã bị chém mất, mất hết phép thuật rồi. Ngọc vừa dứt lời thì nhào tới bóp chặt cổ của bà hai. Bà hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Bà ơi bà sao vậy bà ơi? Trâm vừa chở Đức đi trạm xá về, đúng lúc nghe tiếng hét của bà hai, lập tức chạy lên trên phòng. Cô thấy cửa mở toang cho nên xông vào, ngó chung quanh chẳng có thấy bà hai đâu. Đi chồng vào trong phòng tắm để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bà hai đang nằm ở dưới đất. Trâm vội đỡ bà hai dậy, dìu bà ra giường nằm, móc điện thoại gọi cho hai vợ chồng chủ nhà. Nửa tiếng sau, chiếc xe hơi sang trọng ngừng trước cầm. Hai vợ chồng hối hả đi vào bên trong. Vừa thấy Trâm, anh chồng lúc này lớn tiếng mắng: Cô làm gì để cho mẹ tôi té xỉu trong phòng tắm vậy hả? Trâm bị thái độ hung dữ của anh ta dọa sợ lắp bắp: Con tôi bị đứt tay nên tôi chở cháu đi trạm xá may lại. Lúc về đã thấy như vậy tôi xin lỗi. Bây giờ cô nói xin lỗi có ích gì chứ?
Thấy chồng mất bình tĩnh, người vợ kéo nhẹ tay của anh. Thôi mình, lên xem mẹ cái đã. Anh chồng nghe vậy lập tức đi thẳng lên trên lầu. Người vợ nhìn chăm một cái rồi cũng nhanh chóng theo chồng. Chồng ngồi xuống ghế, các ngón tay không ngừng cọ sát vào nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Được đứng bên cạnh lấm lét nhìn mẹ, không dám hó hé nửa lời. Một lát sau, hai vợ chồng chủ nhà đi xuống, chồng vội hỏi: bà sao rồi ạ? Anh chồng ra cầm gọi điện thoại, người vợ ở lại chờ đợi châm. Mẹ tôi tỉnh rồi nhưng lưng vẫn còn đau. Vợ chồng tôi chuẩn bị đưa bà đi bệnh viện. Tạm thời chị không cần đến đây làm việc. Có gì tôi sẽ gọi cho chị. Người vợ lấy từ trong túi sách ra một phong bì màu trắng đưa cho châm. Đây là tiền lương mấy ngày qua của chị. Châm cầm phong bì mà ngẩn cả người. Không phải cô thất vọng vì bị đuổi việc, cô chỉ đang lo lắng cho bà hai. Sự chuyện xảy ra không một ai mong muốn, nhưng đang trong giờ làm việc của cô, tất nhiên cô phải chịu một phần trách nhiệm. Tiếng xe cấp cứu kêu lên inh ỏi ở ngoài cổng. Anh chồng dẫn hai người mặc bộ đồ y tế khiêng băng ca cứu thương vào nhà, đi thẳng lên trên lầu. Một lát sau họ cẩn thận đưa bà hai xuống. Chăm nhìn sắc mặt tái nhợt của bà hai, cảm thấy tự trách bản thân. Xe cứu thương vừa chạy đi thì hai vợ chồng liền lên ô tô và đuổi theo. Chầm cũng chở Đức về nhà. Bên dưới dòng sông Tràm, Ngầm từ từ thò đầu lên và bật cười khinh khách. Khi Chầm và Đức về đến nhà thì đã thấy ông Tám ngồi uống trà. Chầm ngạc nhiên hỏi: con tưởng tối ba mới về chứ, đám tang bên đó sao rồi ba? Ổn cả rồi con. Ba nghỉ ngơi một chút, sáng sẽ qua đó sớm. Mà mới 4 giờ sao con đã về? Con bị đuổi việc rồi ba. Ông Tám kinh ngạc muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng khi nhìn thấy bàn tay băng bó của Đức, ông hoảng hốt: thằng Đức đã bị gì vậy? Chậm đem tất cả mọi chuyện kể cho ông Tám nghe. Hai hàng chân mày của ông nhíu lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ông quả quyết: thằng Đức nhất định gặp ma rồi. Chậm không phản bác, bởi chính cô cũng đang nghi ngờ như vậy. Sau khi mày vết thương xong, trên đường chở Đức về lại nhà bà hai, cô đã hỏi Đức rất nhiều lần, nhưng Đức một mực khẳng định rằng mình chẳng nhớ gì cả. Ấn tượng cuối cùng còn lưu lại trong đầu của Đức chính là Ngọc đã vẫy tay gọi Đức ra ngoài cầm. Ông Tám vỗ vai của Trâm rồi bảo: không có việc này thì có việc khác, không thì ba nuôi bay thêm vài năm chẳng sao. Chờ bà thêm bay đi làm nguy hiểm quá. Con biết rồi, con đi nấu cơm mà. Trâm đứng dậy bước thẳng xuống bếp. Ông Tám nhìn theo bóng lưng gầy guộc của con gái mà không nén nổi tiếng thở dài. Về phần của bà hai, trong những ngày nằm viện, bà liên tục gặp phải ác mộng khiến cho bà sống không bằng chết. Bà hai mơ thấy cháu trai của mình vì giúp cho chị gái nhặt con diều rớt dưới sông mà trượt chân té xuống nước. Bà vội vàng lao tới cứu thằng bé. Nhưng từ dưới dòng sông có một con bé đang bơi lên. Nó vươn tay nắm chặt cổ chân của bà hai kỳ mạnh xuống. Bà hai hoảng hốt vội vàng cúi đầu nhìn. Giữa là nước mờ ảo, khuôn mặt trắng bệch của Ngọc dần hiện ra, càng ngày càng áp sát bà hai. Bà hai ú ớ hét lên rồi mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn của bà là trần nhà màu trắng. Bà liền đoán được mình đang nằm trong bệnh viện, còn là ở phòng riêng, xung quanh không có bệnh nhân nào cả. Bà biết con trai vì muốn bà được nghỉ ngơi thật tốt nên mới cho bà ở trong phòng này. Nhưng hiện tại bà hai rất muốn có thật nhiều người bên cạnh, vì chỉ như vậy thì bà mới cảm thấy an tâm. 3 năm rồi bà hai đã cố quên đi cái đêm định mệnh ấy, gạt phăng tất cả ký ức về Ngọc ra khỏi tâm trí của mình. Vậy mà giờ đây mỗi ngày đều bị những cơn ác mộng dày vò, khiến thể xác tinh thần đều rơi vào kiệt quệ. Quả nhiên một khi đã làm điều ác thì cả một đời chẳng thể an yên. Nhưng mà bà hai không hối hận, vì cháu trai của bà dẫu có chuyện tày trời hơn nữa, bà cũng cam tâm tình nguyện. Đêm hôm đó bà hai thức luôn đến sáng, đợi chờ con trai và con dâu đến thăm. Vừa nhìn thấy hai người bước vào cửa phòng, bà đã đòi xuất viện. Anh chồng lúc đầu phản đối, nhưng khi nghe bác sĩ bảo bà hai đã gần như bình phục, về nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày là khỏi hẳn, thì mới đồng ý cho bà xuất viện. Anh chồng quay sang nói với vợ: em tìm gấp một người giúp việc để chăm sóc đi, để làm ngay hôm nay. Bà hai nghe vậy thì hỏi: còn Trâm đâu mà cần tìm người giúp việc mới? Còn cho cô ta nghỉ việc,
Người gì bất cần, hai mẹ phải nhập viện. Chuyện này có liên quan gì đến Trâm đâu mà con đổi việc người ta. Cô ấy chăm sóc mẹ rất tốt, nấu ăn ngon. Chưa một người giúp việc nào khiến mẹ hài lòng như cô ấy. Con mau gọi cô ấy đến làm việc đi. Không phải bà hay bênh vực Trâm, thế nhưng hơn ai hết, bà biết rõ tại sao mình bị té xỉu trong phòng tắm. Trâm đang nấu ăn dưới bếp thì nhận được điện thoại của người vợ. Cô có chút hoảng hốt vì sợ bà ngay sẽ ra chuyện gì bất chắc. Cô hỏi bằng giọng lắp bắp. Alo, có chuyện gì ạ? Hôm nay mẹ tôi ra viện, bà muốn chị quay lại làm việc, chị có đồng ý không? Trâm nghe tiếp bà ngay khỏe lại thì mừng thầm. Tảng đá đè nặng trong lòng cô suốt những ngày qua cuối cùng cũng được tháo xuống. Còn chuyện trở về làm việc, Trâm có chút phân vân. Hiện tại cô thực sự cần tiền, nhưng những chuyện xảy ra kỳ lạ ở ngôi nhà đó khiến cho Trâm cảm thấy bất an. Nhất là con sông Tràm đã nhấn chìm bao sinh mạng. Nếu tiếp tục làm việc ở đây, Trâm sợ mình sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể chết. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng Trâm đưa ra quyết định. Tôi xin lỗi, nhưng chắc là tôi không làm được. Ở đầu dưới bên kia nghe vậy khựng lại, sau đó tiếp tục bảo. Vậy chỉ có thể tạm chăm sóc mẹ tôi vài hôm, để tôi tìm được người giúp việc khác. Tôi vẫn trả lương cho chị đủ đây. Trâm đắn đo một lúc rồi lên tiếng. Nếu chỉ vài ngày thì không thành vấn đề. Vậy chuyện này chị đến làm việc luôn được chứ? Được ạ. Cảm ơn chị. Đầu dây bên kia tắt điện thoại. Trâm tranh thủ nấu ăn xong, đem cơm ra đồng trông tám. Đem chuyện vừa rồi kể trông nghe, ông liền chau mày hỏi. Chuyện đó nguy hiểm, bà không an tâm để con đi làm chút nào cả. Con chỉ chăm sóc bà cụ vài ngày thôi, để họ tìm được người giúp việc mới con sẽ nghỉ. Dù sao bà cụ nhập viện một phần cũng do con sơ suất, là con tự ý rời khỏi nhà. Ông Tám thấy con gái quyết định như vậy thì cũng không ngăn cản. Ngẩng đầu lên nhìn trời, ông Tám liền dục. Con mau về nhà chuẩn bị đi làm, chiều bà đón thằng Đức tan học cho. Trâm gật đầu đứng dậy rời đi. Ông Tám nhìn theo bóng lưng con gái. Trong ngực đột nhiên đập thình thịch, một dự cảm bất an dấy lên. Hai vợ chồng chủ nhà đợi Trâm đến, dặn dò vài câu thì lái xe ô tô rời đi. Trâm xuống bếp nấu một nồi cháo thịt bằm để bà hay ăn chiều. Đang nêm nếm gia vị thì Trâm nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống. Nghĩ là bà hay nên Trâm cất giọng hỏi. Sao bà không trên phòng nghỉ ngơi, xuống đây làm gì hả? Thế nhưng không ai lên tiếng trả lời Trâm. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, từ từ tiến vào bếp và ngừng lại phía sau lưng của Trâm. Trâm đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi lạnh thổi đến. Sân nhà vốn đang khô ráo bỗng nhiên lênh láng nước ướt cả đôi dép của Trâm. Cô hoảng sợ quay phắt lại, nhìn lại đằng sau thì chẳng trông thấy gì. Nước cũng đã biến mất, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ như là một giấc mơ. Trâm tắt bếp, vịn tay vào tường cố gắng bình tĩnh. Bỗng một bàn tay của ai đó vỗ vào vai của Trâm, khiến cho nỗi lo sợ vừa rồi một lần nữa quay trở lại. Cô nhắm chặt mắt rồi hét toáng cả lên. Cứu tôi với! Có chuyện gì vậy cô Trâm? Trâm nhận ra giọng nói của bà hai cho nên mở mắt. Thế ra người vừa chụp vào vai của Trâm là bà hai. Trâm đưa tay lên xoa ngực thở phào. Bà làm cháu hết hồn. Bà hai nhìn Trâm bằng một ánh mắt dò xét. Có phải nhìn thấy thứ gì đáng sợ không? Trầm ngần người trước câu hỏi của bà hai. Cô chưa kịp trả lời thì bà hai nắm tay cô rồi dè dặt bảo. Ngôi nhà này có ma đó. Trầm sửng sốt. Cô tưởng rằng chỉ có mình bị hù dọa. Không ngờ bà hai cũng biết chuyện này. Bà hai kéo Trầm ra nhà trước. Sau đó đem tất cả những chuyện xảy ra hôm mình té xỉu trong phòng tắm để kể lại cho Trầm nghe. Tất nhiên bà đã giấu đi những điều Trâm không nên biết. Thế mặt mày của Trâm ngày càng tái xanh, bà hai bèn nắm tay của cô cất giọng nhờ vả. Bây giờ cô Trâm đã biết mọi chuyện, cô có thể giúp tôi được không? Cháu có thể giúp được gì cho bà? Tôi có quen một ông thầy giỏi, hai con chó đá trước cổng nhà cũng là ông ấy cho tôi, dùng để trấn mấy con ma ra ở dưới sông Tràm. Nhưng giờ mắt của chó đã bị máu tươi che lại, ma quỷ mới nhân cơ hội lộng hành. Cô có thể giúp tôi đi mời ông thầy đó đến đây được không? Ông ấy ở đâu ạ? Tôi sẽ viết địa chỉ cho cô. Nhà ông ấy cũng gần đây thôi.
cô đi nhanh về nhanh. Bà hai thấy Trâm đồng ý giúp mình thì mừng lắm. Bà vốn cũng không định để Trâm biết quá nhiều. Nhưng sáng giờ bà gọi điện cho thầy mấy lần nhưng chẳng có ai bắt máy, cho nên chỉ còn cách nhờ Trâm đến. Chỉ cần mời được thầy đến đây, nhờ ông ấy đánh tan hồn phách của Ngọc, thì từ giờ bà có thể sống yên ổn. Bà hai viết địa chỉ của nhà thầy đưa cho Trâm, luôn miệng căn dặn cô phải đi trước khi trời tối. Bà hai ra tận cổng để tiễn Trâm. Sau khi chiếc xe máy của Trâm biến mất sau ngã rẽ, bà hai mới xoay đi vào bên trong. Bỗng bà nghe sau lưng của mình vang lên tiếng khúc khích của trẻ con, xen lẫn trong đó là âm thanh đập nước bị bõm. Sợ rằng có đứa nhỏ nào nhảy xuống sông tắm, bà hai vội vàng nhắc nhở. Sông Tràm này sâu lắm, đừng có... Cổ họng của bà hai chợt nghẹn lại khi đối diện bà, bên dưới con sông Tràm không hề có đứa nhỏ nào. Chỉ có Ngọc đang nổi lềnh bềnh, hai tay giơ lên đập xuống mặt nước ra chiều thích thú. Rồi Ngọc ngước đầu lên nhìn thẳng vào bà hai, gương mặt của Ngọc trắng bệch sắc mùi tím tái, hai mắt đen ngòm sâu hoắm. Cô bé nhuận miệng cười để lộ ra một hàm răng vàng vọt như những hạt bắp nấu chín, khiến bà hai sợ đến mức ngã xuống đất. Ngọc từ từ bước lên bờ tiến về phía bà hai. Bà hai lật đật ngồi dậy, lảo đảo chạy về căn phòng trên lầu, cẩn thận khóa chốt cửa lại. Bà leo lên giường kéo chăn trùm kín người. Bỗng bên ngoài truyền tới tiếng lạch cạch, cửa phòng bị ai đó cố gắng đẩy vào. Bà hai run lên bần bật, mắt dán chặt vào cửa chốt đang không ngừng xoay xoay qua lại. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Bà ơi, là cháu nè. Bà hai nghe thấy giọng của Trâm thì mừng rỡ lật đật mở ra. Nhưng mà bên ngoài chẳng hề có bóng dáng của Trâm đâu cả. Trong lúc bà hai còn đang ngơ ngác thì giọng của Trâm lại tiếp tục vang lên. Bà ơi. Lúc này bà hai nhận ra giọng nói phát ra từ bên dưới. Bà ngó xuống chân thì thẳng thốt thét lên một tiếng. Ngọc đang trong tư thế ngồi xổm, toàn thân ướt đẫm, ngước cái mặt trắng bệch lên cười với bà. Bà hai té xuống đất, sau đó thì hoàn toàn mất đi ý thức. Bà không biết mình bất tỉnh bao lâu, đến khi bà mở mắt ra đã phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Còn Trâm thì ngồi bên cạnh vẻ mặt đầy lo lắng. Thế bà hai đã tỉnh, Trâm liền reo lên. Bà làm cho cháu lo quá. Bà hai giơ bàn tay nhăn nheo túm vai của Trâm. Cậu mời được thầy về đây không? Trái ngừng với vẻ mong đợi của bà hai, Trâm buồn bã lắc đầu. Thầy đã qua đời vào năm ngoái. Bàn tay đang nắm vai của Trâm của bà hai buông thõng, nét mặt trở nên bần thần. Không có thầy, tôi phải làm sao đây? Trần Môn chàng trai xa lạ bước vào trong phòng nở một nụ cười tự tin với bà. Xin bà đừng lo, tuy thầy tôi không còn, nhưng tôi là đệ tử chân truyền của thầy, tôi có thể giúp bà. Bà hai kinh ngạc nhìn chàng trai. Cậu là đệ tử của thầy thật ư? Chàng trai gật đầu chắc nịch rồi bảo. Tài phép của tôi cũng không thua gì thầy tôi cả. Lúc nãy tôi đã quan sát sông Tràm, âm khí của nó thực sự quá nặng. Vào giờ tí đêm nay tôi sẽ lập đàn tiêu diệt toàn bộ ma gia ở bên dưới. Giọng điệu của chàng trai đầy tự tin khiến cho bà hai cảm thấy yên tâm được phần nào. Sau bao ngày hoảng loạn, cuối cùng bà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai trở về nhà chuẩn bị một số pháp khí trừ tà. Khuya nay anh ta sẽ quay trở lại thanh tẩy sông Tràm. Anh ta còn cẩn thận căn dặn bà hai phải ở trong phòng, cho dù nghe thấy gì cũng không được bước ra. Sau khi trừ xong ma ra, anh ta sẽ gọi điện cho bà hai. Chiều hôm ấy, bà hai cho Trâm về nhà nghỉ ngơi, không quên dặn cô phải giữ bí mật chuyện này. Tôi đến, bà hai cứ nằm nhìn chiếc điện thoại, hồi hộp chờ đợi cuộc gọi từ chàng trai. Đúng 0 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà hai mừng rỡ chụp điện thoại rồi áp vào tai. Sao rồi thầy, đã tiêu diệt được chưa? Đầu dây bên kia giọng nói tràn đầy tự tin của chàng trai vang lên. Tôi đã ra tay thì bà cứ an tâm. Con ma ra đã bị tôi đánh hồn bay phách tán. Bây giờ tôi đang đứng ở bờ sông. Bà xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với bà. Thì thầy cứ nói qua điện thoại là được. Tôi có phải đã bùa đưa cho bà không chịu xuống tôi đưa sao?
Vậy thầy đợi tôi một lát. Bà hai tắt điện thoại đi nhanh ra cầm. Bà nhìn sang bên kia đường thấy chàng trai đang đứng cạnh bờ sông, trên người mặc chiếc áo vàng hình bát quái. Anh ta xoay người hướng về phía bà hai, quay mặt nhìn vào dòng sông trầm sâu thẳm. Bà hai đi nhanh đến chỗ của chàng trai rồi cất tiếng hỏi: thế cớ bùa gì muốn đưa cho tôi? Đầm mãi không nghe chàng trai mở miệng. Thế kỳ lạ, bà hai liền đưa tay vỗ vào vai của anh ta. Thầy... Bà hai còn chưa nói hết câu, thân thể của chàng trai đang ngã qua lại rồi rơi thẳng xuống sông. Anh ta không chìm xuống mà nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Phát hiện chàng trai pháp sư đã chết, bà hai tá hỏa lập tức muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng một đôi tay trắng bệch đột ngột từ dưới sông thò lên, chụm cổ chân của bà và ghì chặt lại. Bà hai ngoái đầu nhìn, bàng hoàng nhận ra gương mặt của Ngọc. Cậu bé đang ở dưới làn nước, nhưng hàm răng vàng ố cười với bà. Khó khăn lắm tôi mới dụ bà được ra bờ sông, tôi không để cho bà chạy thoát đâu. Mặt mày của bà hai tái xanh mấp máy. Cô điện thoại vừa rồi là của mày? Ngọc bật cười. Bà tưởng cái thằng vô dụng này có thể chấn được tôi như thầy của nó. Hai tiếng bà nội bị Ngọc cố ý nhấn mạnh, bà hai cảm thấy rõ sự căm thù mà Ngọc dành cho mình. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, bà hai vùng dậy chạy về phía ngôi nhà. Nhưng hai bàn tay của Ngọc tuy nhỏ xíu nhưng lại chẳng khác nào gọng kìm bằng sắt, ghì chặt chân của bà hai xuống. Dẫu cho bà muốn cố gắng vùng vẫy cứ nào cũng không thể thoát được. Bà hai muốn la lên cầu cứu nhưng chẳng thể hiểu sao cổ họng tắc nghẽn, tựa như đã bị bùn đất lấp đầy. Ngọc nhếch môi cười kéo mạnh thêm một cái, thân thể của bà hai lập tức lảo đảo rơi xuống sông. Bà hai hoảng hốt trồi lên khỏi mặt nước cố gắng bơi lên bờ. Nhưng tứ chi Ngọc giống như xúc tu của bạch tuộc bám chặt vào người của bà, ra sức ngăn cản bà. Ngọc chuyển lên lưng của bà hai, hai tay ôm chặt cổ, hai chân vòng lấy bụng của bà, miệng kề sát tai rồi bảo: cảm giác dưới đáy sông có thoải mái không nổi? Nước liên tục tràn vào mũi miệng của bà hai, làm cho bà ngày càng không thở được. Đầu của bà kêu lên ong ong vài tiếng rồi tắt lịm. Cơ thể cũng trở nên nặng trịch, từ từ chìm xuống đáy sông giống như một tảng đá ngàn cân. Trước khi bóng tối hoàn toàn ập tới, bà hai thoáng nhớ lại ngày xưa, những năm tháng bà có đủ hai đứa cháu nội. Con dâu của bà hai gả vào nhà này hơn mấy năm không có tin vui. Hai vợ chồng đi khám thì bác sĩ nói cơ thể của người vợ khó mà mang thai. Suốt một năm điều trị không có kết quả, cuối cùng hai vợ chồng quyết định đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé, và đó chính là Ngọc. Ngày Ngọc trở về nhà chỉ mới 3 tuổi, được cả gia đình hết lòng yêu thương. Bà hai cũng dành nhiều tình cảm cho Ngọc, xem con bé chẳng khác nào cháu ruột cả. Nửa năm sau khi mà nhận nuôi Ngọc, người vợ bất ngờ mang thai. Niềm vui càng nhân đôi khi siêu âm thì đứa bé trong bụng là con trai. Huy ra đời như ánh sáng của gia đình, cháu đích tôn nhận được vô vàn chiều chuộng. Mọi người vì vậy mà dần lạnh nhạt với Ngọc, không còn quan tâm con bé như xưa. Nhất là bà hai, từ ngày có Huy bà dồn mọi tình thương của mình vào cháu nội ruột thịt, xem Ngọc như không khí. Thậm chí sự tồn tại của Ngọc cũng làm cho bà cảm thấy gai mắt. Lắm lúc ngồi nhìn cả ngôi nhà quây quần bên Huy, Ngọc chỉ biết giấu nước mắt vào trong. Cậu bé biết thân biết phận của mình là con nuôi nên cũng chẳng dám đòi hỏi gì. Không hiểu sao Huy càng ngày càng bám dính đến Ngọc, đòi Ngọc chơi cùng. Ngọc cũng thương em cho nên luôn nhường nhịn em, cái gì tốt dành cho em phần hơn. Bà hai thấy vậy thì bớt khắt khe với Ngọc. Nhưng giữa cái ngày định mệnh đó cũng đến, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Ngọc. Năm ấy Huy lên 7, Ngọc 11 tuổi, hai đứa trẻ ra bờ sông Tràm thả diều. Con diều bướm bị rơi xuống sông, bé Huy vì xung phong giúp chị nhặt diều lên mà bị trượt chân, cuối cùng chết đuối dưới dòng sông Tràm lạnh lẽo. Ngọc vì vậy bị bà hai đánh rất nặng, nếu ba mẹ nuôi không ngăn cản, có lẽ bà đánh chết con bé. Đêm hôm đó Ngọc vừa tự thoa dầu lên vết thương vừa khóc nức nở. Lúc Huy muốn nhặt con diều lên, Ngọc đã cố ngăn lại. Thế nhưng chuyện không may vẫn xảy đến.
Bà hay mắng chửi Ngọc, nói Ngọc vì muốn trở thành đứa cháu độc nhất cho nên dắp tâm hại chết Huy. Nhưng bà đâu biết được rằng trong ngôi nhà này người Ngọc thương nhất chính là Huy. Bởi chỉ có Huy mới thực sự xem Ngọc là người thân, không phải là đứa con nuôi nhận về từ cô nhi viện hay đứa cháu nội chẳng có chút máu mủ ruột rà. Sau cái chết của Huy, Ngọc càng bị gạt lạnh trong chính nơi từng nhận được muôn vàn yêu thương. Mới một ngày nọ, bà hay đột nhiên thay đổi thái độ với Ngọc. Bà làm bánh cho Ngọc ăn, dẫn Ngọc đi chợ mua búp bê đẹp. Ngọc mừng lắm, cứ nghĩ cuối cùng bà nội cũng yêu thương mình trở lại. Nhưng con bé ngây thơ không biết được rằng những chuyện tốt đẹp bà hai đang làm chỉ vì muốn che đậy âm mưu kinh hoàng ở đằng sau. Vào một buổi tối, Ngọc đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Cậu bé mở cửa thấy bà hai đang đứng bên ngoài. Bà kêu Ngọc cùng bà ra bờ sông Tràm đốt giấy tiền vàng mã cho Huy. Ngọc không một chút nghi ngờ đi theo bà hai. Khi Ngọc đang chăm chú đốt giấy tiền thì bà hai ở đằng sau đột nhiên đẩy mạnh một cái, làm cho cô bé ngã thẳng xuống dòng sông. Ngọc ngụp lặn giữa dòng nước ra sức cầu cứu, nhưng bà hai chỉ dừng dưng đứng nhìn. Hôm nay ba mẹ nuôi của Ngọc đi công tác, xung quanh chỉ có mỗi nhà bà hai, nên những tiếng la hét van xin của Ngọc đều trở nên vô ích. Rồi Ngọc dần đuối sức, cơ thể nhỏ bé từ từ chìm xuống đáy sông lạnh lẽo. Bà hai lạnh lùng nhìn những bọt khí cuối cùng tan biến trên mặt sông rồi chậm rậm. Người chết đuối dưới sông sẽ biến thành ma ra, nếu không tìm được người thế chỗ, mãi mãi không siêu thoát. Ta không thể để cho Huy của ta nằm dưới đáy sông, cho nên chỉ đành hy sinh mày thôi, đừng có trách tao. Đó là những lời cuối cùng bà hai nói với Ngọc, cũng là những người lạnh lùng và tàn nhẫn đến rợn người. Ngày hôm sau, bà hai mời đến một ông thầy pháp cao tay, nói với ông ấy rằng ma ra ở sông Tràm luôn quấy phá nhà của bà. Ông thầy pháp tin là thật cho nên đặt hai con chó đá đã được khai quang trước cổng nhà, ngăn tất cả mọi yêu tà xâm nhập, còn bày một trận pháp ở bờ sông không cho ma ra lộng hành. Suốt những năm sau đó, cuộc sống của bà hai diễn ra hoàn toàn bình thường. Chưa một lần bà nằm mơ thấy Ngọc hay bị Ngọc hiện về quấy nhiễu. Mà đến khi ông thầy qua đời, pháp trận ở bờ sông dần suy yếu. Đến ngày hôm nay thì đã hoàn toàn bị phá vỡ. Ngọc có thể xuất hiện dụ đức dùng máu me để che mắt tượng chó đá, hiện ngang đi vào nhà hù dọa bà hai. Nhưng mà già thì không thể rời khỏi con sông mình mất mạng quá lâu, nên những ngày bà hai nằm viện, Ngọc chẳng cách nào mà ám được bà. Giữa lúc Ngọc đang nghĩ cách để bà hai đến gần bờ sông thì bà hai đã tìm một thể pháp non tay đến để nộp mạng. Ngọc giết anh chàng thể pháp rồi dụ bà hai ra bờ sông. Cuối cùng sau 3 năm chết tức tuổi, Ngọc cũng đã trả thù được. Ngọc ôm lấy bà hai cũng từ từ chìm xuống đáy sông, nằm một nụ cười thỏa mãn trên gương mặt của cô gái nhỏ. Bà năm trước, khoảnh khắc lúc bị dòng nước nuốt chừng, Ngọc đã tự hỏi trong lòng, trái tim của bà nội và đáy sông này đến cuối cùng thế nào lạnh lẽo hơn. Sáng hôm sau, Trâm đến nhà bà hai làm việc thì nhận được tin dữ, bà hai đã chết đuối dưới sông Tràm. Kể là ở chỗ khi mà cô con dâu phát hiện, thi thể của bà nội lềnh bềnh trên mặt nước giống như đã chết nhiều ngày. Cả người của bà Trương Phình có dấu hiệu phân hủy nặng, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến ruột gan của cô con dâu muốn trào ngược ra ngoài. Vào ngày viếng tang cuối cùng, Đức nằng nặc đòi mẹ trở đến nhà bà hai thắp cho bà một nén hương, vì dù sao bà cũng từng cho Đức nhiều bánh kẹo. Lúc rời khỏi nhà bà hai, Đức lờ đãng nhìn sang bên kia đường thì trông thấy Ngọc đang đứng dưới sông nhìn Đức. Cô bé nở một nụ cười đưa tay vẫy chào tạm biệt. Trầm dắt xe thấy con trai đứng yên như trời trồng lên tiếng hỏi: "Con nhìn gì vậy?" Đức chỉ tay về sông Tràm. Ngọc đang đứng ở dưới sông, bạn ấy vẫy tay chào con. Trầm hoảng hốt nhìn theo hướng tay của Đức nhưng chẳng trông thấy gì ngoài mặt sông phẳng lặng. "Ngọc ở đâu?" "Bạn ấy đi rồi. Bạn ấy nói sau này sẽ không gặp lại con, bảo con cố gắng sống thật tốt." Trầm rụng rời chân tay vội vàng bảo Đức lên xe chạy nhanh trở về nhà. Sau ngày hôm đó, được sự ủng hộ của ông Tám, Trầm không xin việc làm nữa, dùng hết số tiền còn dư thuê mặt bằng ở đầu đường mở một quán ăn nhỏ chuyên phục vụ những món ăn dân dã đậm chất miền Tây.
Tay nghề nấu ăn của Trâm rất ngon nên thu hút được nhiều khách du lịch và cả người bản địa cũng thường xuyên ghé để ủng hộ. Quán ăn của Trâm ngày càng phát triển. Vài năm sau, Trâm mua một mặt bằng từ một nội trợ suốt ngày quanh quẩn bên bếp núc không biết gì. Trâm đã trở thành một bà chủ quán ăn. Thì cũng không phải quá mức giàu có, nhưng cuộc sống của gia đình cô khấm khá hơn nhiều. Giờ đây khi mọi thứ đã qua, ngồi ngẫm nghĩ lại, Trâm cảm thấy những khó khăn từng chừng không thể vượt qua ngày đó chỉ tựa như là mấy hạt cát trong lòng bàn tay. Chỉ cần hở kẽ tay thì tất cả mọi thứ đều trôi xuống cả. Thưa mẹ, con mới đi học về. Nghe tiếng của Đức, Trâm ngoái lại mỉm cười hài lòng, nhìn chàng trai mới 17 tuổi trước mặt. Vừa rửa mặt rồi ra phụ mẹ cơm, ngoại đói rồi đó. Vâng. Đức đi nhanh vào bên trong. Trâm đứng dậy bước vào bếp, múc bỏ lúc lắc ra đĩa. Mỗi lần làm món này Trâm nhớ tới bà hai. Sau khi bà mất, Trâm mới biết được cháu trai của bà hai chết đuối ở sông Tràm cách đấy mấy năm. Hai vợ chồng người con trai cũng dọn lên thành phố. Thì thoảng Trâm có chạy xe ngang qua ngôi nhà của bà thì nó vẫn còn đang treo tấm biển giao bán. Không hiểu tại sao bao nhiêu người đến xem nhà, giá cũng hạ đến mức thấp nhất nhưng chẳng một ai chịu mua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.